công phu là thực hành phương pháp tu luyện để tâm linh tiến hóa. Công phu có nhiều hình thức, nhiều mức độ, mà cuối cùng thì công phu là phép quyền công, là đạo pháp, tức là công phu thiền định thuộc về nội giáo tâm truyền. Trước tiên tập trung tinh thần đọc kinh cúng tứ thời, hướng về các đấng thiên liêng là phép công phu đơn giản nhất. Công phu vốn nguồn sanh mạch cả, đức trí nhân tiếp họa nên hình, tứ thời luyện dự cao minh, nuôi hồn theo nhịp cô kinh tiếng lành. Giữ tâm thanh tịnh cũng là công phu. Có thể nói bản chất của công phu là thanh tịnh, hay bí quyết của công phu là sự yên lặng, như Đức Chí Tôn đã dạy: "Con ơi, sự yên lặng để thần giao cách cảm, để các con tìm thấy con trong thầy, và thầy hằng ngự trị với đức háo sanh trong vạn vật." Yên lặng tức là quán triệt tất cả những gì mà trần gian không nói được, không sờ mó được, không nghe thấy được. Yên lặng để tìm thấy cương vị của các con trong sứ mạng to tát giữa thời phổ độ kỳ tam. Yên lặng để điều ngự khỏi trung duyên. Yên lặng để chuyển phong ba trở thành bình địa. Sự yên lặng rất cần dùng ấy. Con phải biết đến giá trị của phút giây yên lặng đó. Như thế, với sự yên lặng hay tâm thanh tịnh, công phu là thể nghiệm quyền nhiệm tâm linh. Trong đó, người tu thấy mình với Thượng Đế là một và cảm nhận được an định hoàn toàn. Nhưng điều kiện để đạt được sự yên lặng là tình trạng sinh lý của cơ thể phải quân bình, các cơ năng phải điều hòa, nên công phu lại là phương pháp làm chủ toàn thân để các bắp thịt nghỉ ngơi, mắt không nhìn, tai không nghe, hơi thở nhẹ nhàng mà hữu hiệu. Ngồi bán già bán sư tu tập, định tâm trung thu thập giác quan, mắt nhắm nơi bình đình khí nguyệt, tai nghe mà chẳng biết rằng nghe, mũi thời hô hấp giặt dè, nhẹ nhàng phai phái hướng về nội tâm. Tóm lại, công phu là chủ động thực hiện trạng thái tinh thần và thể xác hoàn hảo. Tuy nhiên, đây không phải là một tình trạng sinh lý tiêu cực. Trong cơ nguyên hành công, chỗ tuyệt đích của nó là sự kết tụ tinh hoa con người, tinh khí thần, để phát triển và bảo tồn sinh lực thần lực. Đức Chí Tôn dạy: "Nếu con người lo lắng vọng tưởng điều này sự nọ thì lao thần, còn ham muốn mơ mộng phú quý vinh hoa thì tán khí, bằng sai đắm tình trường dục hải thì tổn tinh." Về những điều kiện cần có trước khi học công phu và phải có trong khi thực hành công phu, Đức Di Lạc Thiên Tôn dạy: "Trước khi vào sơ cơ thọ thừa thụ pháp môn, không phải theo khẩu quyết nhất định, mà phải soát lại tâm nguyện, giới hạnh và sức khỏe. Ba điều ấy thiếu một không sao làm được thánh. Nếu trước hết là tâm nguyện có đủ mà sức khỏe không bảo đảm, làm sao đeo đuổi hành trì mãn đời? Dầu có làm cũng không đúng pháp. Nên trước hết là dạy về phương dưỡng sanh tiêu trừ tật bệnh. Phải quân bình cho được bộ phận trong cơ thể, về ngũ tạng, lục phủ, khí huyết, tứ chi, quân bình để cho cơ thể điều hòa, sức khỏe trợ lực cho tinh thần, thì tu không chán, ngồi không mỏi, học không thôi. Quân bình thể chất là quân bình tinh thần. Quân bình giữ ý niệm tập quán từ xưa còn lưu ứ nơi lòng, giữa thể xác, giữa tinh thần, phải tương trợ lẫn nhau, điều hòa giữa pháp môn và căn quả của từng người. Nếu muốn làm giáo sĩ phải biết chuyên môn về tu sĩ và y sĩ. Y sĩ để trị bệnh thể chất về ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt. Phải ý thức cho được bệnh thể nơi mình, phải vệ sinh, tập làm lao động cho xương gân mạnh khỏe, cho khí huyết lưu thông, phải thổ cố nạp tân cho bệnh tình chấm dứt, phải có giờ giấc, chú xả cân, buông cởi gân guốc, tập chết để thân thể vô tư, hoàn phục chân dương lẽ sống, đó là dưỡng sanh.
thực hiện được các điều quan trọng trên đây rồi, người tu mới bước vào đạo pháp công phu, mà tác dụng của đạo pháp cũng rất thực tiễn. Trước khi kể đến kết quả vô nguyên của nó, như lời dạy của Đức Đông Phương Chưởng Quảng.